Trong ngày 27 tháng 3, mưa đá kèm theo dông lốc xuất hiện tại nhiều địa phương của tỉnh Hà Giang, làm sập và tốc mái nhiều nhà dân, trường học, ước thiệt hại là hàng tỷ đồng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, trận thiên tai sáng ngày 27 tháng 3 đã làm sập tốc mái 190 căn nhà, trong đó có 29 căn nhà bị tốc mái 100%. Một số công trình phúc lợi và trường học tại xã Du Già, huyện Yên Minh, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên cũng bị mưa lớn làm hư hỏng nặng như tốc mái, sập tường rào, cây gãy đổ vào lớp học. Đặc biệt trên địa bàn huyện Xín Mần, mưa đá kèm theo dông lốc đã khiến nhiều nhà dân bị thủng mái nhà, một số hộ gia đình bị tốc mái và một số tuyến đường giao thông bị sạt lở do nước lũ gây ra. Đây là trận thiên tai đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong mùa mưa bão năm nay, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 3,7 tỷ đồng. Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam, 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2024, sáng 27 tháng 3 tại khu tượng đài Công an Nhân dân vì dân phục vụ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ khai mạc ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội năm 2024. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các lần tổ chức hội thao trong lực lượng công an nhân dân những năm qua luôn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là dịp để đánh giá một cách thực chất phong trào thể dục thể thao trong công an nhân dân thời gian qua, đồng thời tiếp tục chỉ đạo, định hướng và tổ chức phong trào trong thời gian tới. Và ngày chạy thì luôn có sự tham gia hưởng ứng của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân. Và đặc biệt thì trong năm nay, ngoài cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân, còn có sự tham gia của các hội viên Hiệp hội Thể thao Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia chạy đồng hành hưởng ứng. Sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và gần 2.500 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã chạy đồng hành hưởng ứng ngày chạy Olympic cự ly 1,2 km, quanh vòng Hồ Thiền Quang trên các phố Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông, thành phố Hà Nội. Trong 4 ngày từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3, 4 đội tuyển futsal gồm Việt Nam, Iran, Maroc và New Zealand sẽ cùng tranh tài tại giải giao hữu quốc tế diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải futsal giao hữu quốc tế với sự tham gia của chủ nhà Việt Nam, tuyển Maroc, Iran và New Zealand. Đây được xem là cơ hội để đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu cọ sát, ra soát đội hình, kỹ chiến thuật, chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết giải futsal châu Á sắp tới. Trên bảng xếp hạng thế giới, Iran đang đứng thứ 7, thống trị futsal châu Á nhiều năm liền. Maroc hiện xếp thứ 8 thế giới và New Zealand là đội bóng đầu tiên giành quyền dự vòng chung kết Futsal World Cup 2024. Chủ nhà Việt Nam hiện đứng 37 thế giới, đặt quyết tâm lần thứ 3 liên tiếp góp mặt vòng chung kết Futsal World Cup 2024. Các đội thi đấu thể thức vòng tròn. Ở trận mở màn, đội Futsal Việt Nam gặp New Zealand lúc 17 giờ ngày mai, ngày 28 tháng 3.